gái tôi đâu. À, làm gì vậy? Tôi đến câu cá. Ở đây không có cá đâu, đi đi. Đi thôi. Cậu ấy là người của chúng ta, nhờ cậu ta chúng ta mới triệt phá được tập đoàn này đó. Người của mình? Anh là công an ngầm hả? Được rồi, tiếp tục bắt tội phạm đi. Triển à, cậu tiếp ứng cho người khác. Ừ. Không đến nữa đâu.
Anh nói đi chứ. Sao anh không nói gì? Anh không muốn nói với em, hay anh không có gì để nói? Em muốn anh nói thế nào bây giờ? Tại sao anh làm như vậy? Anh thay đổi rồi. Tại sao anh có thể làm như vậy? Anh không hề thay đổi. Con người anh vốn là như vậy. Nghĩa là từ trước tới nay anh luôn lừa dối tôi phải không? Đúng. Cô đã bị lừa bởi vì cô quá ngây thơ. Còn ngày đây tôi buôn bán ma túy, tôi giết người phóng quả, việc gì tôi cũng làm. Anh hãy nói cho tôi biết anh gần gũi tôi là nhằm mục đích gì. Tôi cứ tưởng lợi dụng quan hệ giữa cô và anh rể cô làm lá chắn cho tôi. Nào ngờ quá phi lâu không để tình thân. Anh làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Anh không thiếu tiền, có địa vị xã hội, mà là đi làm những việc phi pháp, bất chấp tiền đồ tính mạng sao? Tất cả là vì cái gì? Anh giải thích thế nào với tôi đây? Chẳng có gì là khó hiểu cả. Mục đích duy nhất của tôi là kiếm tiền. Nhưng mà tôi không hiểu nổi, những cái tên cảnh sát đó chẳng kiếm ra tiền và là bất chấp tính mạng của mình. Theo cô như vậy là vì cái gì đây? Cô nói đi. Nhưng mà thôi, bây giờ cô có thể đi được rồi. Thôi, bây giờ cô đi được rồi. Có gì sao? Em nhất định phải tháo bỏ nó. Em không muốn đeo thứ giả dối này nữa. Để anh giúp cho. Xong rồi.